Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong dự thảo tờ trình gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, theo Chính phủ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ước tính các hạng mục chi phí bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư gần 150.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng và trang thiết bị khoảng 974.500 tỷ đồng, chi phí phương tiện đầu máy toa xe khoảng 110.376 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án tư vấn và chi phí khác khoảng 162.731 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 260.783 tỷ đồng, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 55.438 tỷ đồng. Trên tuyến có khoảng 60% kết cấu là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,7 triệu đô la Mỹ trên 1 km, tương đương khoảng 1.073.000 tỷ đồng 1 km. Đây là mức trung bình so với một số tuyến đường sắt tốc độ cao trên thế giới cùng giải tốc độ khai thác. Về giá vé đường sắt tốc độ cao, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay giá rẻ trong điều kiện bình thường. Để phù hợp với khả năng chi trả thu hút hành khách, vé đường sắt tốc độ cao chia làm 3 mức giá tương ứng với các đối tượng mức độ tiện nghi khác nhau. Giá vé đề xuất không có sự khác biệt lớn đối với các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam hoặc với tuyến đường sắt tốc độ cao có chiều dài lớn, thấp hơn hàng không, cao hơn đường bộ nhưng chất lượng dịch vụ cao hơn, tiết kiệm thời gian, an toàn, tiện nghi để khuyến khích người dân tiếp cận dịch vụ đường sắt tốc độ cao, tờ trình nêu rõ. Chính phủ đã có tờ trình dự thảo gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo tờ trình, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ có chiều dài khoảng 1.545 km từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt tốc độ cao được bố trí 23 ga hành khách với khoảng cách 67 km trên một ga, đặt tại gần khu vực trung tâm kinh tế chính trị của các địa phương. Hiện trong quy hoạch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và được Bộ Chính trị cơ bản thống nhất, mỗi địa phương sẽ bố trí một ga. Tuy nhiên, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận sẽ bố trí 2 ga để đảm bảo chạy tàu với tốc độ khai thác tối đa 320 km trên giờ, chiếm 70-80% chiều dài giữa 2 ga rừng, cự ly tăng tốc khoảng 7,2 km, cự ly giảm tốc khoảng 9,5 km. Đồng thời, để đảm bảo phục vụ quốc phòng an ninh, vận chuyển hàng hóa khi có nhu cầu, trên tuyến bố trí 5 ga hàng tại các đầu mối hàng hóa lớn. Trên tuyến dự kiến cũng sẽ xây dựng 5 depot phục vụ khu tập kết sửa chữa bảo dưỡng tàu khách tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh và 4 depot phục vụ sửa chữa bảo dưỡng tàu hàng tại Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đồng Nai. Để rút ngắn thời gian thực hiện và huy động tối đa nguồn lực, các nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án, Chính phủ dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần và đồng thời triển khai. Dự án đặt mục tiêu triển khai giải phóng mặt bằng toàn tuyến và khởi công các dự án thành phần vào cuối năm 2027, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến năm 2035 với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Về giá vé đường sắt tốc độ cao, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay giá rẻ trong điều kiện bình thường. Để phù hợp với khả năng chi trả, thu hút hành khách, vé đường sắt tốc độ cao chia làm 3 mức giá tương ứng với các đối tượng mức độ tiện nghi khác nhau. Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08 đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Hiện nay hai tỉnh Thái Bình và Nam Định đang nỗ lực hợp tác để khởi công dự án. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT08 đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120 km/h. Tuyến đường có chiều dài khoảng 60,9 km. Điểm đầu dự án tại km 19+300 tại đầu cầu vượt sông Đáy phía Nam Định thuộc địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điểm cuối khoảng km 80+200
tại nút giao giữa quốc lộ 37 và đường ven biển thuộc địa bàn xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo báo cáo, các sở ngành chức năng của hai tỉnh Thái Bình, Nam Định đã tham mưu hoàn thiện tờ trình, trình hội đồng thẩm định liên ngành các bộ ngành trung ương ra soát lại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08 đoạn qua Nam Định và Thái Bình, trong đó tập trung hoàn thiện các nội dung đã được hội đồng thẩm định liên ngành nêu ra. Đến nay, các nội dung tiếp thu giải trình được các sở ngành của tỉnh cơ bản thống nhất, còn một số nội dung đang tiếp tục hoàn thiện. Về báo cáo đánh giá tác động môi trường, đến nay nhà đầu tư đã nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hồ sơ hoàn thiện chính thức theo ý kiến của hội đồng thẩm định. Về phía tỉnh Nam Định, lãnh đạo tỉnh khẳng định tỉnh đang nỗ lực thực hiện tốt các công việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó tập trung phối hợp với tỉnh Thái Bình hoàn thiện các quy trình thủ tục, nỗ lực cùng với tỉnh Thái Bình sớm khởi công dự án. Về phía tỉnh Thái Bình, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn diện toàn bộ các nội dung ý kiến của Hội đồng Thẩm định liên ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chi phí, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nút giao trước khi trình phê duyệt dự án. Hai tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc với quyết tâm cao nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chỉ bàn làm, không bàn lùi, kịp thời bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án để có thể khởi công đúng thời hạn. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT08 đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình dự kiến thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027 với tổng mức đầu tư 19.784,55 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết nối đường bộ cao tốc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đến thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh. Dự án cũng sẽ tạo động lực phát triển các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đáp ứng kịp thời khi có sự cố thiên tai, biến đổi khí hậu trong khu vực, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Dự án khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô. Tuyến đường cao tốc CT08 hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống các tuyến cao tốc trong khu vực như tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 10, 1A, 21, 37, 39, tuyến đường bộ ven biển, các trục phát triển kinh tế các tỉnh như trục phát triển kinh tế tỉnh Nam Định, tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần, tuyến đường Thái Bình - Cồn Vành, kết nối với cảng hàng không quốc tế Cát Bi, sân bay quốc tế Vân Đồn, các cảng biển và cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Với tính chất vai trò là đường liên vùng, việc đầu tư đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường cao tốc CT08 sẽ hoàn thiện hành lang vận tải đường bộ của tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông với các tuyến đường bộ trong khu vực giữa các địa phương của vùng duyên hải Bắc Bộ. Mới đây, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, trong thời kỳ 2021-2030, Long An xác định 14 danh mục dự án giao thông quan trọng để ưu tiên đầu tư xây dựng. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành nhiều nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng giao thông nhằm góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Riêng năm 2024, Sở được phân bổ gần 2.900 tỷ đồng, chiếm 58,23% tổng nguồn vốn phân bổ cho các dự án của tỉnh. Trong đó, vành đai 3 qua Long An với 2 dự án thành phần 7 xây dựng và 8 giải phóng mặt bằng hơn 4.200 tỷ đồng. Năm 2024 được phân bổ trên 631 tỷ đồng. Hiện các gói thầu xây dựng đạt và vượt các mốc tiến độ theo yêu cầu của chính phủ, khối lượng thực hiện đạt gần 51% kế hoạch. Địa phương phấn đấu hoàn thành thông xe phần cao tốc trong tháng 10 năm 2025 và toàn bộ dự án trong năm 2026, riêng phần nút giao Mỹ-Yên kết nối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, tiền khả thi và gửi thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thông qua.
Đây cũng là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt đối với Long An nói riêng và các tỉnh, thành phố trong khu vực nói chung trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, Long An đang tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như đường Vành Đai, thành phố Tân An, đường tỉnh 823D, 830E, 827E. Trong đó, đường Vành Đai, thành phố Tân An đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng với tổng mức đầu tư trên 31.000 tỷ đồng. Các tuyến đường tỉnh 823D, 830E đang được tập trung triển khai. Riêng tuyến đường tỉnh 827E quốc lộ 50B được xác định là trục động lực kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang. Địa phương đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để phân kỳ đầu tư dự án đường dẫn và ba cầu bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Long An xác định mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả bền vững của khu vực phía Nam. Đồng thời, tỉnh cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế, đô thị công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long kết nối chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Đến năm 2050, tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Do đó, cùng với các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, Long An sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, ưu tiên đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông, thúc đẩy kết nối giữa hai vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.